Chào mừng các bạn đến với khóa học làm báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng. Hồ sơ vay ngân hàng là các loại giấy tờ mà ngân hàng yêu cầu khi khách hàng vay tiền tại ngân hàng đó. Thông thường, hồ sơ vay sẽ bao gồm các giấy tờ như giấy phép kinh doanh, giấy đề nghị vay vốn phục vụ cho những mục đích vay khác nhau và các giấy tờ khác. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học này. Trong nội dung của khóa học, các bạn sẽ được đi tìm hiểu về các hồ sơ năng lực để vay vốn ngân hàng, bao gồm bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và mẫu báo cáo vay vốn ngân hàng. Và sẽ tùy thuộc vào ngân hàng yêu cầu thêm các báo cáo khác. Hướng dẫn thiết lập chi tiết các tiêu chí trên báo cáo vay vốn ngân hàng với mục đích là chứng minh được sự ổn định về tài chính của doanh nghiệp trên các chỉ tiêu. Các chỉ tiêu cần thể hiện trên báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng. Cách làm các thủ tục và hồ sơ vay vốn của mỗi doanh nghiệp theo đúng quy định. Báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng thì sẽ không được để nợ các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp và một số các khoản thuế khác. Và các nội dung khác trên chỉ tiêu thể hiện trên báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng, cũng như kinh nghiệm khi làm báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng như cách chế các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Các khoản liên quan đến làm giảm chi phí để tăng lợi nhuận về nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước không được để số dư thuế phải nộp. Là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học làm báo cáo tài chính để vay vốn ngân hàng. Đến với khóa học của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học bao gồm khóa tự học, lớp học online, một giáo viên kèm một học viên. Và toàn bộ các chứng từ hóa đơn các bạn được học trên giáo trình online trang web Kế toán Việt Hưng và tìm kiếm đến khóa học mảng báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng. Mỗi một hóa đơn chứng từ sẽ là một video hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ và hạch toán trên phần mềm, hoặc các bạn có thể lựa chọn học lên báo cáo tài chính vay vốn ngân hàng tại chính doanh nghiệp mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Hãy đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học kế toán, liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988 680 223 để được tư vấn và hỗ trợ.